vậnmayshop.com, shop Api file liên quân giá rẻ. Nhảy xuống tạm dưới này coi. Ok nhá, đã có được ngay một khẩu súng shotgun và lượn lờ qua đây thì chúng ta đã có được M451. À đâu, lộn. Đây là khẩu SK. Xin lỗi nha, là mình hơi lú lẫn một xíu nhá. Ok, có gậy bóng chày luôn. Thằng nào lại gần anh Phang luôn. Và anh không ngại đứa nào nhá. Ui dồi ôi, ở đây. Còn ai không vậy? Hết ngọt là Sam ơi, hết ngọt là Sam ơi. Ui, hết ngọt là Sam ơi. Bây giờ thì trận đấu chúng ta đã quay trở lại với những cái nhịp điệu vô cùng là căng thẳng. Với sự quay trở lại của bình luận viên xích kẹo anh em ạ. Đây đây. Nãy giờ chơi nó hơi nhạt nhòa tí, còn bây giờ thì sẽ chơi nó gắt nha anh em nhá. Toàn những đồ gấu mà. Đây ok. Rồi để coi. 37 thằng nữa cơ. Nào. Ui ui. Ui ui, đứa nào chạy xe đây. Ui, đứa nào chạy xe đây. Vào nhà, ui rồi ôi, tí đai. Mày qua đây. Mày giỏi, mày qua đây em ơi. À mày chạy à? Thôi kia đứng lại em ơi. Đứng lại em ơi, đừng có chạy. Ok đã xong và mình đã có được mạng thứ hai, tưởng là chạy với anh mà dễ à. Ok nhá. Mở to cái game này anh em ơi. Đây còn anh thì sẽ lên game đến 2 giờ nhá và cảm ơn 1145 các bạn đang xem live trên kênh của kèo ạ. Đây, chạy qua để lút săn nó nào. Trời ơi, tuổi gì hả em? Dùng ô tô ý, dùng ô tô để lên được nóc xưởng á? À, thôi kệ đi em ơi. Thật ra thì anh cũng không thích lên nóc xưởng để làm cái gì cả. Anh chỉ có hình đẹp PC thì anh bật số. Quên, em bật cấu hình cao nhất thôi. Xin lỗi nha em là bởi vì mình thi thoảng nó nhanh quá, nó lắp chữ nó dính vào với nhau. Cái này thì mình sẽ cố gắng mình khắc phục nha. Và cảm ơn tất cả mọi người đang xem live ạ. 1145 các bạn đang xem live, bạn nào mà chưa follow thì follow để ủng hộ cho kẹo nhé. Và nhớ chia sẻ lên Facebook ạ. Thank you anh em. Cả hành động thì em vào cái mục là sưu tập ở sảnh chính nha, mới sẽ có cái mục cả hành động nhá. Đây rồi. Ui em ơi. Ui em ơi. Cái đậu xanh làm gì vậy? Ok hack shock luôn mà mình đã có được mạng thứ ba. Các bạn thấy căng thẳng chưa ạ? Anh em nào có nói là chưa căng thẳng nữa đi thì ok mình sẽ lên xe và quẩy tiếp. Ơ kìa. Có ngay một thằng nữa. À đủ, kiểu này nó chạy xa mất tích rồi. Cái đậu xanh từ. Mình sẽ lấy xe và tất nhiên là cái việc mà chạy qua đuổi theo nó là một cái việc khá là easy. Làm sao mà để xem lại cái phát lại livestream với anh thì em có thể là truy cập vào cái nó online và vào kênh của anh sẽ có cái mục phát lại nha mọi người. Trên miệng. Lái xe hơi ngu về cái kết. Cái kết là tôi bị mắc kẹt mất con xe anh em ơi. Không sao, chúng ta sẽ đẩy lên khu vực là hướng 150 độ. Nào để coi. Ui, cái đậu xanh thằng nào bánh mình vậy? À kìa. Ui, chết rồi, nằm xuống. Nằm xuống nhưng nó không bắn được anh em ạ. Giữ cái băng này, đó. Nó phải như vậy. Tí nữa mình đang rồi anh em ơi. Hello baby. Hỏng cạc rồi á. Ui dồi ôi. Thế bên ông gọi máy tính đến hay là ông tự mua đồ về tháo máy tính hảo hoàng bin? À đủ, gắt. Không, ông phải vệ sinh cạc cơ mà. Gọi bọn sửa đến. Ui dồi ôi, mợ tu vít. Tuy có thể là cái chân tiếp xúc là không tốt. Dùng lâu thì vệ sinh lại là được mà. Làm gì đến nỗi hỏng. Đang chơi mình. Ừ, xin lỗi anh em là đang nói chuyện với thằng Hoàng Bi tí anh em ạ. Về cái việc mà máy tính nó hỏng cả đồ họa. Ơ, cái đậu xanh. Có thể là lỗi do main các kiểu, nói chung là cái bọn sửa chữa máy tính, tốt là có ông gọi bọn sửa chữa máy tính. Chơi một mình. Đùa. Không, mình có thể chơi solo mà. Wow. Bình thường bạn ơi, các bạn chơi không? Tí nữa, chẳng sao. Vào chơi thì vào. Đây ok. Ui. Chơi một mình cho nó gắt anh em ạ. Nào để coi, và mình đã có được 4 kill và anh em có thể thấy rằng là trong cái ván đấu này còn lại 23 người chơi nữa. Nó lại chả gắt quá cơ em ơi. À, và xin cảm ơn 1143 các bạn đang xem live trên kênh của kẹo. Các bạn nhớ like cũng như là chia sẻ live stream trên Facebook. Ui, chết giờ nó nhanh quá. Anh em hãy chia sẻ live stream lên Facebook để ủng hộ cho kẹo nha. Và cảm ơn anh em nhé. Cảm ơn anh em nhiều ạ. Và đây,
để con nào khi mà các bạn có thể thấy rằng trong cái ván đấu này còn lại 22 người chơi nữa. Và tôi thì cũng sẽ là cố gắng lượn lờ coi là ở những cái khu vực này còn thằng nào hay không nhỉ. Ui ui. Thằng nào vừa bắn vào xe anh vậy. Quay lại hỏi tụi nó nào. Nghe giống Huy Nhi có anh em ơi. Thằng Huy Nhi nó vừa vào nó hỏi là có chơi game cùng với nó không. À đây. Úi dồi ôi tưởng gì. Thằng nào ở ngoài này lên tiếng. À đủ cái đậu xanh. À đây nó ngay trong nhà. Một clip vào trước đi. Úi dồi ôi 184 máu thì đai luôn chứ sao nữa bạn ơi. Trời ơi là bạn ơi. Thích núp ở trong nhà lắm à. Xong nhá. Anh em thấy chưa, có kill rất là easy. Vâng, như vậy là mình đã có được 5 kill. Ra ngoài lấy xe và tiếp tục đi săn người thôi nhỉ anh em. Em thấy anh chơi solo lại giỏi hơn ý. Đơn giản là tại vì là chơi với gấu thì nhường đồ cho gấu thôi. Nên là đồ mình có khi là nhiều khi không bằng được kẻ địch nên là khó chơi. Chứ còn là solo thì cứ quất hết anh em ạ, không phải ngại đến nào cả. Ở đây. Nào, chỗ này à? Để coi. Mình lại sợ các bạn quá cơ, như là nó ở trên chỗ này này. Mình sẽ không lên được cầu thang. Mình sẽ lên đường clutch anh em ạ. Lên đường cầu thang làm cái gì? Lên đường clutch bằng cách là nhảy lên lốp xe. Ở đây. Đó. Chơi cái này mình chơi chuyên nghiệp rồi anh em ạ. Lên đường clutch này nó mới sợ này. Mày canh cầu thang à? Biết ngay mà mày canh cầu thang à? Anh em thấy chưa? Kinh nghiệm của mình mà lại. Cái kết dành cho mấy đứa canh cầu thang nhá. Anh còn lạ lẫm gì các chú đâu. Format giờ mạnh VC đúng rồi mà em ơi. Format thì sấy mà anh em sấy quen ấy, nó cực kỳ là mạnh mẽ và hỗ trợ anh em rất nhiều trong những cái trận đấu leo rank nha. Tất nhiên rồi em, chơi với gấu thì nhường đồ cho gấu thôi. Còn ai chơi solo thì cứ thế mà quất thẳng thì anh sợ thằng nào. Ok, lên xe cái đã và chúng ta sẽ chạy đi lượm thính mà thôi nha em ơi. Còn lại có 15 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này. Hoặc là đôi khi... À quên. Hoặc là đôi khi anh em phải giả vờ là chơi ngu hơn gấu để... Như là... Đấy, để bảo là... Ui, em chơi giỏi thế. Kiểu đấy. Có khi là phải vậy. Ê, thằng kia lên đây. Mày lên đây đám ơi, lên đây này em. Ui dồi ôi, sợ quá nhỉ. Lên đây. Đúng rồi. Đúng rồi xuống đây, ui rồi đúng rồi xuống đây. Thanh niên đáp liệu. Ok, vậy là mình đã có được mạng thứ 7 thôi. Anh em thấy nó có đơn giản không ạ? Không hề khó một chút nào nhá. Có được mạng thứ 7 khá là easy. Ok, quay trở lại con xe quen thuộc của mình và tiếp tục với cuộc hành trình đi săn mạng thế nào anh em ơi. Còn lại 13 người chơi nữa trong cái ván đấu này. Chơi với đồng đội thì chẳng bao giờ thấy nhường. Đúng rồi mà em ơi, anh chỉ nhường đồ mỗi cho gấu thôi. Ui ở đây. Anh em ơi, hóng nào. Chuẩn bị có ngay mạng thứ 8 nha anh em ơi. Chuẩn bị mạng thứ 8 và khá là easy. Mình đã có được ngay mạng thứ 8. Đơn giản như đan rổ phải không anh em. Kiếm mạng nó đơn giản không ấy mà. Đâu có gì khó khăn đâu nhỉ. Chạy qua lượm xa nốt của thằng này. Úi dồi ôi toàn đồ ngon. Ơ quên mất, để cái nòng 3 trong ba lô này. Đấy. Lúc nào cần thì mình sẽ trang bị luôn nòng 3 vào khẩu súng Famat. Anh thì chưa lên được huyền thoại bao giờ. Bởi vì là anh chơi gà không à em ơi. Anh chơi gà chắc là đến mút mùa hoa chuối thì mai chăng lên được rank huyền thoại. Ở đây có thính này. Ui. Xe mới. Lấy xe mới này mà chạy ngại gì. Xe này là mới hơn con xe kia của mình. Còn lại có 10 đứa nữa. Các bạn nhớ chia sẻ livestream để ủng hộ cho kẹo nha. Và bạn nào chưa follow thì follow để ủng hộ cho kẹo nhé. Cảm ơn tất cả anh em đang xem live ạ. Nhờ cái cách chơi của anh nên em mới nên... À quên, nên em mới lên được vàng 1 đấy, xin lỗi nha. Tôi nói nhanh nhiều quá, nó toàn nói lắp dính chữ vào nhau thôi.
Lút lâu thì vỡ đầu nên là chúng ta sẽ lút nhanh thôi. Đấy, lút lâu để làm cái gì đâu. Mời thần nữa anh em ơi. Ui, xin lỗi anh em. Lái xe hơi ngáo xíu nhưng mà chơi nó phải gọi là cứ là ok. Sao em cài hành động không được vậy anh? Uầy. Đâu, anh nhớ là em chỉ cần vào cái mục sưu tập này, sau đó là em cài hành động thôi. Em nhớ là nhấn vào từng cái ô kỹ năng một, sau đó là em trang bị hành động vào. Ok 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 ok, có xe này. Vong là ai? Đúng rồi. Thằng kia. Xe nó kia phải không anh em? Như vậy chạy qua luôn. Úi dồi ôi, tưởng xe đứa nào. Có xe quân đội này anh lạ ở gì, chạy vào chơi nó luôn chứ lại. Ôi bạn ơi, đừng chạy bạn ơi. Ui, đừng chạy em ơi. Ui, đừng chạy em ơi. Ui em ơi, và mình đã có được ngay mạng thứ 9. Trời ơi thanh niên. Lại một thanh niên nữa tính ăn xí kẹo à? Ok. Cho các bạn ăn mình luôn, mình sợ các bạn quá cơ. Đã có được mạng thứ 9 và phải nói là cực kỳ là easy. Nào, còn lại có 9 thần nữa thôi nha em ơi. Cố gắng làm trận top 1 trong buổi livestream ngày hôm nay nhỉ. Hello mọi người, mình đây. Các bạn hãy cứ comment và mình vẫn sẽ đọc và trả lời những cái comment của anh em nha. Vâng, và cảm ơn 1146 các bạn đang xem live trên kênh của Kẹo ạ. Sao anh chỉnh lên góc chắn màn hình vậy? Là sao em ơi? Chỉnh cái kia là chỉnh cái gì vậy? Đã có được 20 mắt xem, còn lại còn 8 người chơi nữa thôi nha em ơi. Nào, cố gắng làm trận top 1 nào. Mình sẽ vòng lại khu dân cư, khả năng cao vẫn đang còn khá là nhiều người đấy. Vòng lại và clear hết luôn anh em ạ. Hồi đó em chơi đứng ngu luôn, xem anh giết mới lên được vàng đấy. Thì em cứ chơi khô máu như anh thôi, anh chơi khô máu mà anh đâu có biết chơi nhiều đâu. Anh chẳng chơi chiến thuật gì cả. Nói chung là cứ khô máu là anh quất thôi em ạ. Ủa thằng nào chơi giảm thanh vậy? Vòng lại. Có đứa đang sấy giảm thanh mình anh em ạ. Có đứa đang sấy giảm thanh mình. Kìa. Nó kìa. Kết độ xanh, nó này. Em ơi. Ui em ơi. Lấy xe chạy qua và sấy nó. Ui. Chạy ngon bo luôn hả? Sợ quá nó chạy ra ngoài bo anh em ạ. Đã bị hạ, mình không ăn được điểm hạ gục. Thanh niên sợ quá chạy ra ngoài bo anh em ơi. Như này mình cũng chịu rồi. Gặp mấy ông chơi lầy quá cơ anh em ạ. Sợ bị kẻ địch bắn nên là chạy ra hẳn ngoài bo thì tôi cũng chịu rồi. Đến nể với cách chơi của mấy ông. Chữ warning lên trên góc vậy à anh. Thì anh em chỉ cần vào cái mục setting này. Và đây, cái chỗ mà vòng bo anh em chọn thu nhỏ nhá. Thì nó sẽ có cái warning ở trên góc phải màn hình. Trong cái giao diện game nó sẽ rộng rãi và thoáng hơn nhiều. Anh em chơi game cảm giác là quan sát nó tốt hơn. Thế nhá anh em nhá. Thôi với xe đi bộ anh em ơi. Kìa. Các cái xanh. Ok đã xong. Đây bây giờ mạng cuối rồi anh em ơi, mạng cuối rồi. Cố gắng làm trận tốt một cái nào anh em ơi. Mạng cuối rồi anh em ơi, sắp tốt rồi anh em ơi. Clear nốt thằng cuối nữa là xong. Kìa, mình thấy rồi. Mình thấy rồi anh em ạ, Ui. Đậu xanh mình tưởng chất đồ mới ngon à, thằng này nó chết chắc với mình rồi nha em ơi. Trận này top 1 rồi nha các bạn ơi. Không top 1 thì kẹo nghỉ live stream đấy chứ, thật anh em ơi. Trận này không top 1 nghỉ live nha. Bo này quá ủng hộ rồi nha em ạ, bo này quá ủng hộ rồi. Trận này không top 1 kẹo nghỉ live stream nha anh em ơi. Không top 1 kẹo nghỉ live stream luôn. Ok nhá. Nào anh em hóng nào. Không top 1 nghỉ live nào.
Dám chơi dám chịu luôn anh em ạ. Trận nào mà tôi đảm bảo với anh em thì anh em cứ tin chắc là ok nhá. Không tôi mời nghỉ like nhá. Uầy. Không tôi mời nghỉ like nhá. Thế kia chạy vào bao nhanh. Chạy vào bao nhanh em ơi. Uầy chạy bao nhanh em ơi. 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 Uầy chạy bao nhanh em ơi. Cái đỗ xanh. Uầy nó xa quá anh em ạ. Đấy. Không tới một nghỉ like mà. Và cần nhân gấp luôn. Yes. Quá đã. Vậy là mình đã được top 1 trong cái ván đấu này với 10 kill anh em ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.